mời các bác ngắm những cây đỗ quyên ở thành phố Đà Lạt. Thực sự nó quá đẹp trong cái đánh giá là thôi. Tiếc là họ làm bonsai chưa chuẩn đâu. Chứ còn cái bệ của nó già, dáng hoành. Bên này cũng có một cây. Thực sự bệ nó quá đẹp luôn. Xuất sắc. Dáng cây già cổ. Đây là cây đỗ quyên trắng các bạn. Nó chưa nở hoa nha. Đây là những cái bông hoa bói thôi. Đây cũng là cây đỗ quyên màu trắng này. Cây này thì được làm ở dáng long quần thụ. Cái bệ nó cũng rất đẹp nhé. Mà già ghê gớm luôn. Thực sự những cây này mà tôi được sưu tầm thì rất là đam mê luôn. Nhưng mà phải nói là Đà Lạt trồng cây đỗ quyên nó quá hợp. Cái chậu rất nhỏ các bạn. Đấy, mà cây thì to, khỏe, đều. Đây là một cây đỗ quyên hoa đào. Trời, bệ nó này. Các bác quan sát nhé. Chỉ có thể nói một câu là quá xuất sắc thôi. Bệ đó này. Đây là một cây mà dáng lùn bonsai. Chính hiệu luôn. Rất đẹp. Cái chậu này thì chưa chuẩn. Nhưng mà cái cây này thì cốt này thì làm bonsai thì tuyệt vời. Chắc là giá sẽ phải tính hàng chục triệu chứ không ít. Đây là một cây đỗ quyên trắng nữa này. Cây này thì có thể gọi nó là một cây song thụ. Đều là dáng siêu. Mập mạp. Đây lại là một cây đỗ quyên nữa. Cây này là nó ở dạng lũa này. Nhưng mà nó siêu siêu già luôn. Hai cây này hoàn toàn tách biệt với nhau nhé. Cây bên trái tôi đến đây là nó sang bên hướng trái này. Ngày xưa nó là một cây thì phải, hay là người ta cố tình tạo tác ra nó, tạo ra cái sự tách lập này để hai cây ghép vào thì lại càng đẹp. Nhưng cây bên phải này đẹp hơn. Tuyệt vời. Đây là dòng đỗ quyên hồng ly. Bên này cũng là cái giống đỗ quyên đó. Phải nói là bộ bệ của nó to. Đường kính này mới rơi vào khoảng 40 cm. Nhìn như vậy các bác mới biết là cái to lớn của cái dòng này. Đây là những cây đều được tạo dáng dạng thấp lùn. Bên này cũng là một cây đỗ quyên nữa. Cây đỗ quyên này người ta tạo tác không biết ghép hay là tự nhiên nhưng mà có hai màu khác nhau. Đây là màu hồng huế này, còn đây là màu hoa ly này. Quá đặc biệt luôn. Chân bệ thì quá khỏe mạnh luôn. Nếu mà tôi ra Bắc thì ít khi tôi có thể được chiêm ngưỡng những cây hoa đỗ quyên to và đẹp như này. Gốc nó già bóng, cảm giác như cây ổi ấy. Vành nó rơi vào khoảng độ 50. Đây thì là một cây đỗ quyên hoa đào. Đang chớm nở hoa thôi. Và cái gốc của nó thực sự đây gọi là gốc tích tụ phát lộc. Bệ nó quá đẹp luôn. Già, nhẵn bóng. Bên này cũng là một cây đỗ quyên nhưng đỗ quyên này đỗ quyên hoa ly. Cũng phải nói là hoàn hảo luôn. À, chân bệ của nó các bác quan sát này. Đây đều là những cái dáng bonsai. Cây này chỉ cần sửa sang chăm chút cho nó là hoàn toàn trở thành những cây bonsai đỗ quyên cổ. Đây cũng là một cây đỗ quyên hai màu. Đây là màu hồng, đây là màu ly. Chúng cùng ở trên một cây nhé. Bệ. Tuyệt đẹp luôn, tỏa đều. Cây này chứng tỏ được trồng rất lâu đời lắm. Tôi không biết là được trồng nguyên ở Đà Lạt hay là ở đâu nhập về. Nhưng nếu như mà không phải ở Đà Lạt thì chắc chắn phải nước ngoài mới có. Chứ còn những vùng khác ở Việt Nam thì khó có được những cây đỗ quyên già mà lại đẹp như thế này. Qua đây thì còn một cặp nữa. Đây là một cây đỗ quyên này. Cái bệ của nó tuyệt vời. Cũng là tích tụ phát lộc. Thế nhưng mà trên này đã bị lỗi. Đối với những vùng khác mà không phải ở Đà Lạt thì chắc chắn cây này không giữ được.
Nhưng mà đây Đà Lạt họ vẫn tiếp tục nuôi những cái nhánh như này để tạo tác tiếp. Vì thời tiết đây nó rất là phù hợp. Đây là một bông hoa đỗ quyên ở dạng đỗ quyên hoa đào, nhưng màu nó là màu đỏ cờ nhé, không phải đỏ tươi. Bên này là đỗ quyên màu hồng ly. Chưa phải mùa chính của nó cho nên cảm giác hoa nó chưa được đẹp. Nhưng mà ở đây tôi muốn giới thiệu các bác về cái hình ảnh để các bác ngắm cái dáng của nó và cái độ già cằn cỗi của nó. Sang bên này thì cũng có một cặp, một cây hồng ly và một cây đỗ quyên trắng. Họ đặt cũng rất đẹp. Đây là một cây dáng quần thụ, chân vệ nằm sâu phía bên trong này, rất đẹp. Bên này là cây hoa đỗ quyên màu trắng này. Hoa và hương thơm, đây cũng vẫn là màu trắng như là những cây mà tôi đã giới thiệu với các bác, không khác gì. Nhưng mà bệ của nó thì tuyệt vời. Cây này cũng dáng tam đa hoặc là quần thụ đẹp đẹp. Có ba cái cành mọc trên một ba thân nhỏ một gốc, rất đẹp. Đây là một cây đỗ quyên màu hồng ly này. Cây này cũng có cái giá trị xuất sắc của nó bởi vì nó được tạo bởi cái bệ là rất đều đặn. Rễ nó rất giống với lại cái móng rồng. Tuyệt đẹp. Đây là một cây có bốn thân mọc trên một gốc. Ngày trước thân chính ở đây này. Là cây năm thân nhưng mà giữa này đã bị lỗi cho nên người ta tạo tác lại. Tại vườn hoa ở trong như đây gọi là, tôi vừa hỏi bác làm vườn ở đây là đồi vọng cảnh. Chị ơi, em xin lỗi, là những cái cây mà cảnh ở đây thì là do cơ quan nhà nước quản lý hay là do tư nhân chị nhỉ? Là của công ty thung lũng, Công ty gì ạ? của công ty PTC thung lũng tình yêu, À, thuộc PTC thuộc quản lý của công ty mà hiện tại đang quản lý cái thung lũng này. Vâng, cảm ơn chị. Đây là một cây sam hương thì phải các bạn. Bên này thì lại là một cây đỗ quyên tuyệt vời. Cây này to, chân bệ tràn hết ra ngoài chậu rồi. Trời ơi, đây có những cây này tôi chỉ cần ước mơ sở hữu lấy độ 5-7 cây thôi là vườn cây nó có giá khác hẳn, quá đẳng cấp luôn. Có lẽ là tôi cũng phải tìm cách để mà có sở hữu những cái cây như này các bạn. Đẹp tuyệt vời luôn. Chân bệ tràn hết ra ngoài chậu này luôn. Rất đẹp. Bên này là một cây hoa màu hồng ly giáng siêu, cũng quá đẹp luôn. Đây là một cây mà đang được sửa. Xa xa kia cũng có rất nhiều cây các bạn. Đây là một cây khác màu hồng ly, trọng siêu già luôn. Xin lỗi, cây siêu già luôn. Đây là một cây mà đứng bên cái dãy suối nhân tạo này. Bệ nó tuyệt vời luôn. Trải dài, nằm hoành và sau đó có một cái tán huyền. Tôi đã hỏi rồi, đây là những cái cây cảnh thuộc công ty quản lý công trình thung lũng tình yêu này. Tôi xin phép được dừng cái video đây nhé. Nếu như bác nào yêu thích loài hoa đỗ quyên này và có niềm yêu thích với nó thì xin mời bác qua thung lũng tình yêu thì nên ghé thăm đến nơi này để ngắm nhé. Thực sự là rất hiếm gặp. Xin kính chào các bác nhé.